Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi sẽ tương tự trả lời câu hỏi của quý vị. Về vấn đề mà những cái gọi là pension account đó, thì như là 401k hay là 457 hay là IRA đó, thì quý vị nên cẩn thận. Cứ khoảng chừng 5 hay 10 năm quý vị nên coi lại để coi coi ai là mình đã để ai là cái người được thừa hưởng khi mình qua đời. Và thường những người thừa hưởng đó, quý vị cũng cẩn thận là mình không những để cái người đầu tiên được hưởng gọi là primary beneficiary, mình nên để có thêm cái người kế tiếp, nó gọi là contingent hay secondary beneficiary, để trong trường hợp cái người đầu tiên vì lý do đó gì họ qua đời trước mình hay cùng lúc với mình thì cái người kế tiếp sẽ được hưởng. Để thí dụ nếu mình để vợ hay chồng mình là cái người đầu tiên được hưởng thì mình nên để con mình là cái người kế tiếp sẽ được hưởng trong trường hợp cái vợ hay chồng mình qua đời trước mình hay cùng lúc với mình. Hello, chúng tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Chào mục sư Liêm. Dạ, chào ông. Dạ. Tôi có một câu hỏi dạ được. về Living Trust. Tôi có ba căn nhà. Tôi đang ở San Diego. Hai căn nhà thì ở tại San Diego và một căn nhà ở tại Florida. Tôi có làm Living Trust với lại luật sư Khánh Hưng ở Santa Về một cái người luật sư ở Santa Ana phải không? luật sư Khánh Hưng ở luật sư Ok, ở ông khỏi. Santa Ana. Dạ. Ông Đúng khỏi. rồi. Nhưng mà khi lên lên phòng lên lúc đầu lên nói chuyện rồi sau đó thì đem hồ sơ lên thì luật sư Khánh Hưng nói rằng là chúng Dạ. tôi chỉ làm ổng chỉ làm living trust cho gia đình chúng tôi ở tại hai căn nhà ở tại San Diego thôi, còn căn nhà Florida ổng không làm. Ổng nói là ổng không có làm ở ngoài chứng khoán. Vậy thì việc đó đúng hay sai, và nếu bây giờ nếu đúng thì bây giờ tôi phải làm tiếp cái giai đoạn thứ nhì như thế nào cho căn nhà ở Florida? Dạ, nếu ổng có thể ổng từ chối là bởi vì ông luật sư đó đó không có cái bằng hành nghề ở Florida, do ông lo ngại là cái việc để mà chuyển cái chủ quyền cái nhà đó vào trong cái trust đó có thể ông sẽ làm không làm đúng luật, cũng như là ông không có biết cái cũng không muốn, ông có thể cũng không muốn thì giờ mất thì giờ để mà làm cái chuyển nhượng đó. Thì bây giờ ông nên liên lạc với hoặc là một cái văn phòng luật sư hay là một cái văn phòng địa ốc ở Florida để cho họ biết là ông đã có cái family trust rồi, và đối với cái nhà ở Florida đó ông muốn chuyển cái chủ quyền đó vào ở trong cái family trust của ông. Ok, tại vì đó nếu ông không có làm như vậy đó, nếu cái nhà cái chủ quyền cái nhà ở Florida mà không được để vào trong cái trust đó đó thì cái hậu quả đó là một khi hai ông bà qua đời đó thì cái nhà ở Florida đó cái người con ông bà phải mở một cái case probate ở Florida rất là tốn kém và mất mất thì giờ, là bởi vì nó phải bay qua Florida để dự những cái phiên tòa probate ở Florida, thì chưa kể là cái tốn kém về di chuyển lẫn cái tiền luật sư phí vân 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 để có thể được hưởng. Thành ra vì vậy đó mà ông nên làm cái chuyện đó nhé. Ok, Thì tôi tìm luật sư ở tại Florida hay là tìm ông nên tìm một, như tôi lặp lại, ông nên tìm một cái văn phòng luật sư ở Florida mà nơi có cái nhà đó tọa lạc, hay là một cái văn phòng realtor. Nhiều khi văn phòng realtor họ cũng có thể giúp ông để họ transfer cái title. Thật sự đó, chỉ cần làm một cái deed
để transfer title thôi, rồi đồng thời sau đó phải đăng ký ở county recorder ở nơi mà cái nhà đó nằm tọa lạc nhé. Ok. Có cái văn phòng luật sư đó họ add vô trong living trust của tôi phải không? Họ không có add, họ không cần add, họ không sửa đổi hay add gì trong cái living trust của ông hết đó. Họ chỉ cần transfer qua cái gọi là cái quitclaim deed để chuyển cái chủ quyền hiện giờ ông đang đứng là chẳng hạn Nguyễn Văn A để vào trong cái trust là cái ông Nguyễn Văn A là trustee của cái family trust của ông, vậy thôi. Còn đối với cái trust itself đó là không cần sửa chữa thay đổi gì hết đó. Ok. Yeah, ok. Ok. Dạ. Không có chi. Dạ cảm ơn ông. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, chị sư luật sư cho em hỏi câu hỏi về về bảo hiểm xe được không ạ? Dạ được. Dạ, em có thể đặt câu hỏi. Dạ. Dạ, sư luật sư, em có con gái khoảng nó 18 tuổi. Em mới áp tên cháu vô cái auto policy xe của gia đình đó. Câu hỏi của em là cháu 18 tuổi em có phải chịu trách nhiệm gì về được pháp không luật sư? Không, em sẽ không chịu trách nhiệm. Cháu đã hoàn toàn trên 18 tuổi phải không? Dạ đúng. Ok, cháu á, về vấn đề trách nhiệm dân sự đó, một khi cháu trên 18 tuổi thì em không chịu trách nhiệm vì do những cái hành động của cháu nếu mà gây ra thiệt hại về thương tích hay là tài sản gì cho người khác. Tuy nhiên, nếu đối với cái xe mà cháu lái đó, mà nếu em vẫn đứng là chủ xe, thì bởi vì em là chủ xe, do đó đó, thì em vẫn chịu trách nhiệm, không phải là bởi vì em là cha mẹ, mà bởi vì em là chủ xe. Thành ra đó là do mà tôi khuyên đó, nếu có thể được đó thì em nên chuyển cái chủ quyền xe, cái register owner đó là cho con gái của em, nếu đó là cái xe mà cháu đó lái thường xuyên, thì như vậy đó thì em hoàn toàn sẽ không có bị liên hệ gì hết trong cái bất cứ trong cái tai nạn nào mà cháu gây ra. Ok. Và cho dù là cháu và em cũng cùng mua cái một cái policy cũng không thành vấn đề nhé. Việc mua cùng policy không ảnh hưởng gì hết đó, miễn là cái xe mà cháu lái đó là chỉ có mình cháu là người duy nhất đứng tên chủ quyền thôi. Dạ, yeah, dạ, yeah, yeah. Ok. Tại vì cái lý do em hỏi là ví dụ như em có căn nhà thì nếu mà em không có làm như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cái gì mà em đứng tên nhà đúng không? Không, không, không ảnh hưởng, không có ảnh hưởng gì nha. Tuyệt nhiên, tôi lặp đi lặp lại nhé. Điều thứ nhất là bởi vì đó cháu nó trên 18 tuổi, thành ra đó em không có chịu trách nhiệm về vân sự cho những cái người con mà trên 18. Dưới 18 tuổi thì yes. Dưới 18 tuổi, thí dụ nó phá nhà người ta, nó phá xe người ta hay là nó gây ra tai nạn vân vân, thì em dưới 18 tuổi em phải chịu trách nhiệm. Tại vì em là cha mẹ có đứa nhỏ trọ nhỏ vị thành niên. Về vấn đề bảo hiểm xe cộ đó, tai nạn xe cộ đó, thì khi cháu trên 18 tuổi, nếu em không có đứng tên cái xe mà cháu lái, thì em cũng không có chịu trách nhiệm luôn. Không? Nhưng mà nếu em vẫn còn đứng tên xe mà cháu lái, thí dụ em đứng cái tên xe em là register owner, rồi cháu lái, thì khi cháu gây ra tai nạn đó, cái trách nhiệm của em nó không phải là bởi vì em là cha mẹ, mà trách nhiệm của em bởi vì em là chủ xe. Dạ, em hiểu rồi. Hiểu không? Đó là lý do thường thường tôi khuyên đó. Ngay cả bây giờ lấy thí dụ em không cho con gái em lái, em cho người bạn em mượn, người bạn em chạy ra đụng người ta. Cho dù người bạn em có bảo hiểm riêng của người bạn em và em có bảo hiểm riêng của xe em, vậy thì bảo hiểm nào chịu trách nhiệm trước? Bảo hiểm của em là cái người lái xe sẽ chịu trách nhiệm trước. Ok? Dạ. Ok, dạ, và khi họ kiện đó, họ sẽ kiện luôn cả em luôn, bởi vì em là chủ xe. Ok. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Ok, không có chị em. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Chào luật sư. Tôi có hai câu hỏi. Alo. Dạ, tôi nghe đây. Dạ, tôi nghe đây. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư. Câu hỏi thứ nhất là tôi có hai căn nhà. Nhà một căn nhà thì tôi đứng tên hai căn nhà, một căn thì tôi ở và một căn tôi đứng tên chung với người chị mà người chị tôi ở. Tôi đứng tên chung mà người chị tôi ở thôi chứ không có cho thuê. Vậy câu hỏi thứ nhất
là cái tôi có cái Medicare của người income thấp á, thì thì làm đơn người ta không có nói là có bao nhiêu căn nhà, chỉ là cái income thấp thôi. Cho nên lúc khi mà khi tôi bán một trong hai căn á, cái tiền thuốc men mà tôi đã sử dụng ở Medicare có bị trừ vào trong cái căn nhà đó không? Ok, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là tại vì tôi và bà chị tôi đứng tên, thì bây giờ trường hợp nếu tôi với bà chị tôi và chồng người chị tôi và người anh của tôi bốn người đi chung cái xe, mà thí dụ như là cái này tôi thí dụ thôi thì nó cũng hơi thực tế tí, là cả bốn người trong cái xe đó đều qua đời, thì mà tôi thì còn người cháu và chị tôi thì còn người con, nhưng mà bốn người đó đều qua đời trong ví dụ như trong cái tai nạn xe, thì mà cái ly lên trước tôi chưa có làm kịp, thì cái nhà thứ hai, tại vì tôi chưa có làm kịp cùng chung tên với là chị tôi, thì cái con đứa con gái của chị tôi hay là cháu của tôi có được hưởng cái căn nhà thứ hai hay không ạ? Ok, tôi sẽ trả lời bà, nhưng mà bây giờ tôi phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại nhé. Tôi sẽ trả lời bà, giữ đường dây, tôi tiếp tục trả lời bà.